Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với HHTQ Thắng Channel. Hôm nay mình sẽ review luyện khí 10 vạn năm tập 455. Ở cuối tập trước, sau khi tiền bối, đến phiên người hỗ trợ, bước kế tiếp chúng ta nên đi đâu? Lão giả tóc xám vô cùng nghiêm túc, được Từ Dương giúp đỡ nên hồn tuyền được tẩm bổ, cường độ hồn lực tăng hơn trước rất nhiều. Tâm thần khẽ động, lão giả lập tức hoán đổi qua thị giác con rối để kiểm tra khu vực. Quả nhiên nhóm hoang linh đã trở về vị trí của chúng, bây giờ chúng ta có thể xuất phát vào bên trong, tranh thủ thời gian tìm đường ra Vô Nguyệt Thiên, có phá vỡ phong ấn nơi đó mới bước vào Vân Đồ. Từ Dương vui vẻ gật đầu, vậy cứ theo lời ngươi mà đi, lên đường thôi. Sau khi xác định con đường phải đi, mọi người một đường đi không trở ngại, chỉ đụng phải mấy hoang linh, căn bản không phải là đối thủ của Từ Dương, dễ dàng bị loại bỏ. Trời ạ, lão đại, thanh ngọc cốt kiếm này của huynh nhìn như không có uy lực gì nhưng lại có thể phát ra uy năng kinh thiên động địa, thật không thể tưởng tượng nổi. Long Khôn mấy lần muốn cầm xem thử, lại phát hiện thanh kiếm này như đã nhận chủ, chỉ ở trong bàn tay Từ Dương mới có thể an phận. Nếu đổi lại những người khác nắm giữ, thanh kiếm này như cảm ứng được, tự phóng ra kiếm thế phong mang lạnh thấu xương, căn bản không thể cầm. Tu kiếm đạo chính là tu tâm cảnh, đường dài còn lắm gian truân, còn cách hóa cảnh chân chính khá xa. Sau khi trải qua cảnh giới ngự kiếm kiếm tiên Vân Vong Cơ, trong lòng Từ Dương thêm một phần kính sợ, hắn cũng hướng tới cảnh giới cao hơn. Cái gọi là cảnh giới cấp thần chỉ là bước đệm trên con đường tu luyện của hắn, tuyệt không phải điểm cuối cùng. Trong quá trình tiến lên, một cổ kiếm đạo uy áp trong nháy mắt bộc phát, đó là một thanh tử kiếm khí màu đỏ, từ cuối khu rừng rậm đánh ra. Theo bản năng Từ Dương đưa tay ứng đối, tâm niệm vừa động, trong hư không đồng thời bắn ra mấy đạo kiếm quang, khó khăn lắm mới đánh tử trường kiếm màu đỏ bay ra ngoài. Người đến là ai, ngay cả Tịnh Hồn Triều cũng dám đi vào, chán sống rồi sao? Mấy người Long Khôn nghe vậy thì giật mình, theo bản năng nhìn về phía ông lão tóc xám. Lão giả, Tịnh Hồn Triều là nơi nào? Sao ta chưa nghe đến nơi này bao giờ? Không đợi lão giả giải thích, vẻ mặt nữ đế ITT bên cạnh nghiêm túc nói là một nơi dừng chân của nhóm người liều mạng. Những người này không giống với tội đồ thần tộc bị trục xuất, bọn họ không phải người thần tộc, mà đến từ một đại lục song song khác cùng đẳng cấp như nhân tộc. Lời ITT đủ hù dọa mấy người linh giao, dù sao trước đó bọn họ chưa từng nghe qua một đại lục văn minh khác, đúng là tăng lên cho mọi người không ít kiến thức. Thế giới khác, vậy ta thật muốn xem thử, những yêu ma quỷ quái này trông thế nào. Long Khôn không nói hai lời đằng không mà lên, sức mạnh phượng hoàng tùy ý thiêu đốt, nhìn chăm chú phía dưới. Lại phát hiện trong rừng sâu có mấy đầu lâu, dáng vẻ lại hoàn toàn giống nhân tộc, căn bản không phải quái vật. Còn tưởng nhìn thấy điều kinh ngạc gì, suy nghĩ cả nửa ngày nhìn chúng cũng giống người bình thường. Long Khôn vừa dứt lời, tiểu loli dễ thương trước mặt thè lưỡi đối với Long Khôn, đồng thời đồng tử nàng ta đột nhiên bắn ra hai vệt sáng màu tím, khiến Long Khôn như bị mê đi, tiến vào trong giấc mộng. Lúc hắn khôi phục thanh tỉnh không hiểu sao bản thân lại nằm trên mặt đất. Cũng không có gì đặc biệt, ta còn tưởng rằng có thể tới mấy đối thủ cường đại cùng chúng ta chơi đùa, kết quả lại xuất hiện một tên phế vật. Trong miệng tiểu loli kia còn ngầm một cây kẹo que, vẻ mặt ngây thơ khá đáng yêu như lời nói sắc bén, không chút lưu lại thể diện cho đám người Từ Dương. Nhóc con, dáng vẻ này của ngươi chắc còn chưa dứt sữa, đúng không? Vài tên ở dị giới tới không biết trời cao đất rộng là gì, cũng dám ở trước mặt chúng ta phát ngôn bừa bãi. Long Khôn vẫn như cũ quán triệt lấy phương thức chiến đấu mà hắn thành thạo nhất, dù đánh không lại nhưng khí thế thì không thể thua. Miệng nổ không thể ngừng. Cấm ngôn thuật. Đột nhiên đầu ngón tay tiểu loli giơ lên, phong bế miệng Long Khôn, phải công nhận thủ đoạn như vậy mấy người Từ Dương trước giờ chưa từng nhìn thấy qua. Đây là ma pháp bình hành đại lục sao? Mượn nhờ chư thiên vạn đạo rút ra ra ma nguyên để tu luyện đủ loại ma pháp thần kỳ, xem ra tin đồn này là thật. Từ Dương rất hiếu kỳ với tiểu cô nương đến từ dị giới đại lục, cho nên cúi người quan sát tỉ mỉ. Này, ngươi đừng nhìn thẳng vào mắt người ta như vậy chứ, người ta biết người ta tốt, dáng dấp đáng yêu. Nếu ngươi nhìn người ta như vậy người ta sẽ thẹn thùng đấy. Mọi người, Ái Phổ Lạp, đừng nói nhảm với mấy tên này, giết bọn hắn đi, để ta trải nghiệm trò chơi đi săn thú vị, những người này chính là những con mồi của chúng ta. Người lên tiếng là thanh niên tóc vàng to lớn, ăn mặc cũng khác mấy người Từ Dương, chỉ nhìn cách trang điểm của bọn họ cũng biết bọn họ không thuộc về thế giới này. Người dị giới lại đến vị diện đại lục chúng ta lỗ mãng, đúng là tội chết khó thoát, nhưng so với tiêu diệt các ngươi thì ta cảm thấy hứng thú để các ngươi rời đi hơn. Nghe Từ Dương nói ra điều này, ba người dị giới trước mặt vô cùng kinh ngạc, trong đó có cả Ái Phổ Lạp. Ồ, đầu óc ngươi bị hư rồi à? Thả chúng ta. Không nói đến động cơ của ngươi là cái gì nhưng căn bản ngươi không có bản lĩnh này, nếu không ngươi làm gì ở nơi này mà chờ đợi chứ? Từ Dương chỉ lên đỉnh đầu của mình, sở dĩ chúng ta bị nhốt ở chỗ này, suy cho cùng là vì tồn tại của phong thần lệnh, nó đã áp chế toàn bộ thực lực của chúng ta. Nếu chúng ta đồng tâm hiệp lực đánh nát phong thần lệnh, tất cả linh hồn bị cầm tù ở nơi quỷ quái này đều được cứu rỗi, chẳng phải tốt hơn so với việc chúng ta tàn sát với nhau ở đây sao? Từ Dương đã dẫn dắt để ba người Ái Phổ Lạp nhìn thấy rõ tình huống. Ngươi nói nghe dễ lắm, nếu phong thần lệnh mà dễ dàng bị xóa bỏ như vậy thì nơi đây cũng không có nhiều tù nhân đâu. Ái Phổ Lạp liếc mắt nhìn hắn châm chọc.
Kỳ tích là do chúng ta tạo ra, bởi nơi nào có áp bách, chỗ đó có phản kháng, nếu cho tới bây giờ đều do chính chúng ta tạo nên. Trong Dạ Hàn Sơn này cầm tù quá nhiều phạm nhân, chúng ta bị áp bức quá lâu, đã đến lúc chúng ta phải đối mặt, thể hiện tư thái của chúng ta. Nhìn đến sự hăng hái của Từ Dương, lần đầu tiên Ái Phổ Lạp bị hắn nói mà động tâm. Được, vậy ta cho ngươi cơ hội chứng minh thực lực của mình, nếu ngươi có thể thoát sức mạnh phong ấn ba người chúng ta liên thủ đánh ra. Ba người chúng ta sẽ gia nhập vào đội của ngươi, cùng ngươi đến cuối cuộc hành trình đến Dạ Hàn Sơn. Việc này không nên chậm trễ, động thủ đi. Từ Dương thích nhất cũng là cách chơi này, bởi vì lần nào hắn cũng thắng tuyệt đối không thể tranh cãi. Hành động. Thiếu nữ Ái Phổ Lạp không chút do dự, trước tiên hạ lệnh, riêng phần mình phóng xuất ra khí tức sắc khí vô cùng mạnh mẽ. Ma pháp ba thiếu niên đến từ dị giới đại lục, mi tâm mỗi người đều lóe lên ánh sáng linh hồn chói mắt. Ái Phổ Lạp có màu tím, ánh sáng mi tâm của hai người khác thì có màu hồng và màu lam. Tiếp theo, vầng sáng lục mang tinh mở ra dưới chân ba người, đồng thời trên đỉnh đầu nhanh chóng ngưng tụ ma pháp quang cầu to lớn. Cực quang phong ấn chú. Sức mạnh thuần túy đến từ dị giới đại lục khiến mấy người Long Khôn Linh Giao thấy choáng, căn bản bọn họ không biết nên ứng đối thế nào. Bởi quá trình thủ đoạn này buông xuống mà ngay cả một tia khứ tức vẫn không dao động, không biết làm thế nào để phòng ngự. Vội cái gì? Đã không biết nên ứng đối ra sao, vậy thì xuất thủ nhanh hơn bọn họ một chút. Khóe miệng Từ Dương nhếch lên như thể nghe được phản ánh của mọi người, nhanh chóng xuất thủ, khi lục mang tinh phóng thích ra sức mạnh phong ấn, đều không thể ngăn cản Từ Dương. Tốc độ thật nhanh, khó trách dám nói nhiều như thế trước mặt chúng ta, tiểu tử này có chút thực lực. Thiếu nữ Ái Phổ Lạp cười cười, tuy kinh ngạc trước thực lực của Từ Dương nhưng cũng chuẩn bị kinh hỉ thần bí cho hắn. Tuy ngươi đủ cường đại, đáng tiếc ngươi cũng không thực sự hiểu rõ chúng ta, so với thế giới của chúng ta chút thủ đoạn kia của ngươi quá bình thường. Ái Phổ Lạp vừa mới nói xong, dưới chân Từ Dương đột nhiên xuất hiện lục tinh mang màu bạc, mạnh mẽ giam cầm hắn trong hư không. Ồ, đây không phải là sức mạnh không gian pháp tắc sao? Sao bọn họ lại có thể dùng sức mạnh pháp tắc cấp thần? Long Khôn vô cùng ngạc nhiên, hắn không thể tin được. Phương pháp tu luyện của bọn họ hoàn toàn khác với chúng ta, ma pháp phải thông qua hồn lực để phát động và lĩnh hội. Cho nên phần lớn được thông qua pháp tắc dẫn phát nguyên lực cộng minh, từ đó có được hiệu quả ma pháp. Nói cách khác, tuy đại lục chúng ta cùng cấp với bọn họ, ma pháp của bọn họ có thể trực tiếp đánh giá thuộc tính cấp thần của đại lục chúng ta. Cũng không bị hạn chế bởi phong thần lệnh vì cơ thể bọn họ không có thần cách. Nghe lão giả tóc xám giảng giải, mấy người Long Khôn không nói nên lời. Thật không công bằng, như vậy chẳng phải lão đại bị bọn họ tính kế sao? ITT cười khẽ, yên tâm, lão đại của các ngươi cũng không phải là người mà bất cứ ai cũng tính kế được. Để xem trong hồ lô mấy tên tiểu tử kia có cái gì, nếu bọn chúng có ý đồ xấu, thua thiệt nhất định sẽ là bọn họ. Cực quang phong ấn, hợp. Trong chốc lát, hệ thống năng lượng của ma pháp này phát sinh biến hóa, chỉ một đạo tinh quang lấp lóe, quang cầu ma pháp to lớn đã rơi xuống. Trực tiếp nổ tung trên cơ thể Từ Dương, nếu hắn không có cửu thải càn khôn chung che chở, chỉ sợ sẽ gặp bất lợi. Lục mang tinh trận dung hợp tương đương với sức mạnh ma lực ba người ngưng tụ, càng giống ba trận phong ấn cấp thần từ các nguồn khác nhau, cưỡng ép lực phong ấn khóa chặt một mục tiêu. Sức mạnh chuyển biến lớn như vậy tạo nên áp lực to lớn không thể tưởng với Từ Dương. Ha ha ha, tiểu tử, thời không bên cạnh ngươi đều bị bóp méo, ta thật muốn xem ngươi dựa vào đâu để chống lại chúng ta, tránh thoát phong ấn dưới chân ngươi. Từ Dương cười lạnh, các ngươi sẽ không ngây thơ như vậy chứ, chỉ có bấy nhiêu mà nghĩ đã có thể áp chế ta. Sở dĩ ta lượn một vòng với các ngươi là vì ta muốn xem thủ đoạn của ma pháp đại lục sâu đến thế nào. Hiện tại, ta đã thấy thứ ta muốn thấy, vậy trò chơi này cũng đến lúc kết thúc rồi. Sấm sét vang dội ầm vang buông xuống, ánh sáng hồn kiếm Từ Dương lần nữa biến ảo mà ra, thẳng tắp khóa chặt đỉnh đầu ba người Ái Phổ Lạp, phóng xuất ra kiếm mang khủng bố khiến ba người không thể tránh được. Mau tránh ra. Ma pháp sư có vầng sáng màu vàng sau lưng nhanh chóng đẩy thân thể Ái Phổ Lạp ra, dùng thân thể của hắn ngăn cản khí tức bị khóa chặt của nha đầu này. Vừa đối mặt, hồn kiếm Từ Dương hoàn mỹ đánh nát thủ đoạn phòng ngự của thiếu niên này, ấn thanh kiếm cự đại đến vị trí giữa chân mày hắn. Chỉ cần ta ấn nhẹ thêm một chút, ngươi sẽ chết trong tay ta, nhưng ta cũng không định làm vậy. Đối với ta mà nói, đây chỉ là một trò chơi, mà mấy người trong nhóm ta cũng không phải là kẻ địch của các ngươi. Từ Dương nói xong trực tiếp triệt để thu hồi hồn kiếm cường đại, sau đó nhẹ nhàng bước ra khỏi phạm vi lục mang tinh, một lần nữa nhìn ba người Ái Phổ Lạp. Ngươi không bị phong ấn. Từ Dương hừ lạnh nói, quên nói cho các ngươi biết, phong ấn ma pháp trong miệng các ngươi ở đại lục chúng ta gọi là hư không pháp tắc, tuy ta còn chưa tu luyện đến đỉnh phong nhưng tối thiểu có thể tự vệ. Các ngươi muốn dùng thủ đoạn ta tinh thông đối phó ta, ngươi cảm thấy có khả năng thành công không? Nghe Từ Dương nói vậy, mấy người Ái Phổ Lạp mới giật mình, mỗi người ỉu xìu đầu cúi đầu thở dài một hơi. Ha ha, lần này các ngươi biết sự lợi hại của lão đại chúng ta chưa? Không cần buồn bã như vậy, lão đại chúng ta là cường giả đứng đầu nhân tộc đại lục, là nhân tộc đỉnh phong chân chính, các ngươi có thua cũng không mất mặt. Người trên đại lục chúng ta có thể giao thủ cùng lão đại một lần là vinh dự cả đời của tu sĩ. Long Khôn thật sự làm rất tốt hành động chó vẫy đuôi này,
khiến sư Lăng Vân Linh Giao ở sau lưng khịt mũi xem thường hắn. Ta nói này Long Khôn, nếu ngươi tu luyện mà nhiệt tình nghiêm túc bằng 1/10 khả năng nịnh hót kia thì ngươi cũng có thể trở thành đỉnh phong của nhân tộc. Long Khôn, trò vui kết thúc ở đây. Từ Dương dùng thực lực của bản thân chinh phục 3 người Ái Phổ Lạp đến từ ma pháp sư ngoại vực, cũng xem như tạm thời giải quyết hết nguy cơ trước mắt. Nếu đã như vậy, 3 người chúng ta muốn mời các hạ giúp một chuyện. Nói đúng ra, chỉ có các hạ giúp chúng ta chuyện đó, chúng ta sẽ đi cùng các ngươi rời khỏi tòa sơn cốc, bằng không chúng ta vĩnh viễn không thể rời đi. Nghe kiểu nói này của Ái Phổ Lạp, mấy người Từ Dương đưa mắt nhìn nhau, rất nhanh cũng hiểu tình cảnh của bọn họ. Kỳ thật năm đó, 3 người chúng ta cũng đi bậy đi bạ mà tiến vào trong ngọn núi này, bởi vì chúng ta trộm đi chí bảo quan trọng nhất của vương quốc ma pháp thạch 7 màu. Mà lúc trước chúng ta bị đại lục cầm tù ở chỗ này cũng bởi vì ma pháp thạch kinh động đến phong ấn thần giới, kết quả những người kia ngấp nghé đến năng lượng của ma pháp thạch nên nhốt chúng ta lại. Đến đây thì cũng khép lại tập 455 luyện khí 10 vạn năm. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.